Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái clip mà mình sử dụng cái kỹ thuật cả vừa đánh ta phải mà mình có dùng phím và mình móc nữa, gọi là hybrid picking. Và kỹ thuật này chúng ta sẽ đánh trên áp dụng trên âm sai pentatonic. Ở đây mình hướng dẫn các bạn trên re thứ, nhưng mà các bạn có thể kéo lên mi, kéo lên kéo xuống si, thứ kỹ nào các bạn đánh cũng được, cũng thể tài nha. Thì chúng ta đánh cái chùm liên 4 của pentatonic từ dưới lên. Nó theo một cái mẫu bass tone mà rất là quen thuộc, nhưng mà các bạn đánh nó cũng có nhiều điều thú vị ha. Giờ mình sẽ đánh chậm cho các bạn nghe thử ha. Thì bắt đầu bằng cách chúng ta móc bằng ngón giữa ngăn 13 ha. Sau đó các bạn pull up nó cho ngăn 10. Rồi phía trên này các bạn lên dây số 2 cũng ngăn 13, các bạn đánh phím. Pull up nó ra. Rồi sau đó các bạn mới xuống lại cái nốt thứ 2, lúc này nó đầu là 13, bây giờ nốt thứ 2 ngăn 10 nè. Bạn móc nè. Lên dây trên. Các bạn thấy chưa? Đó, giờ bây giờ chúng ta bắt đầu lại dây số 2 cũng cái kiểu như vậy thôi, 13-10. Thì ngay chỗ này 12-10 ha. Thì ngay chỗ này nó sẽ khó hơn, là khi các bạn đánh ngay cái nốt rê, là ngăn số 12 của dây rê, chúng ta phải xuống lại ngay ngăn số 12 của dây son luôn. Các bạn phải uống ngón tay này, thấy không? Rồi sau đó chậm lại từ đầu các bạn. Rồi, nhanh hơn tí. Rồi, khi các bạn đánh quen rồi, các bạn có thể áp dụng trên các vị trí khác nhau đều được cả. Ví dụ mình lên tới là mi, mi thứ tương tự. Và các bạn kéo xuống ngay chỗ này là si thứ ha. Hoặc là đô tam thứ. Vòng đánh hết đều được cả ha. Thì một cái cách bài tập này cũng rất là thú vị. Mỗi cái mà các bạn chuyển tay lên xuống, các bạn sẽ thấy nó hơi khác nhau một tí. Bởi vì khi bạn đánh càng lên cao, các ngăn nó nhỏ, thế tài các bạn phải khéo léo hơn tí so với các bạn khi kéo lên cái ngang phía trên này ha. Thì luyện tập dần dần hai tay của bạn sẽ đồng bộ và nó sẽ rất là hiệu quả. Hiện tại khóa học guitar điện cơ bản, kỹ thuật guitar điện cơ bản áp dụng đang khuyến mãi từ 900.000 còn có 690.000 thôi. Và nếu bạn nào yêu thích guitar điện có thể đăng ký khóa này, đóng tiền một lần và học mãi mãi, không có tính theo tháng gì cả. Mình sẽ hỗ trợ qua Zalo cho các bạn. Khi các bạn hỏi bài hoặc là các bạn đánh mình thấy, mình sẽ sửa cho các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.